ta dùng cái bàn tay này cho đỡ kia rồi, không cần phải trụ bê tông mà có một bàn tay đỡ cái cầu, hai bàn tay. Đấy, rất nhiều những cô gái xinh đẹp sang đây trên cầu để chiếc đinh chụp ảnh tự sướng này. Không, anh Pháp Hối, Pháp Hối đây, trái cho mày, trái cho mày. Thì nha. Xi măng, cái gì cổ đá nhỉ? Xi măng như nó còn những cô gái đẹp từ ngoài thì giờ rất đẹp luôn. Đúng rồi, xong sớm thì sớm. Xong sớm thì sớm, đúng đấy anh ạ. Không thấy đâu nữa rồi. Xin chào. Xin chào. Em ở đâu đến đây? Dạ, em là người Lào, sinh viên Lào. Em ở nào? Thế chưa có cảnh của Việt Nam nào em? Dạ. Tuyệt vời không? Dạ, tuyệt vời đó. Chào em nhá. Dạ. Đấy này, cô gái nào xinh đẹp này? Dạ, à, bye bye. Đây này, dạ, cô gái nào xinh đẹp này? Bạn ơi. Bây giờ mắt không mọi người? Rất là mắt. Mắt quá luôn. Tuyệt vời. 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 Đang đi mẹ đi chiêm ngưỡng cầu vàng, là cậu này cậu người Hàn Quốc này, cậu đang đưa mẹ đi chiêm ngưỡng cầu vàng của Việt Nam. Ok, đây là cái bàn tay khổng lồ đỡ cái cầu này, cái cầu này mọi người, đây là toàn bàn tay rồi đỡ cầu. Đấy, chúng tôi đưa mọi người chiêm ngưỡng cái cầu vàng trên đỉnh núi Bà Nà Hiu nha, Đà Nẵng mọi người. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2024. Chúng tôi đang cùng đi để chiêm ngưỡng. Còn mọi người chưa biết thì tham quan cầu vàng của Đà Nẵng. Mọi người cảm rất đẹp luôn. Xin chào. Xin chào. Chào. Em ở đâu thế này đây? Mọi người thấy chưa? Bây giờ ra hết cái cầu vàng. Các cậu chơi. Chơi hết rồi. Còn trên bên này bên này không phải là sư sổ á. Ờ. Xa bên này Thank you.
来，别，啊，拜你，挂这种啊，他贵三不三？哦，这个晚餐是的，这个晚餐。老拜你啊！đây vì nó rất nhiều các người có quốc tịch Hàn Quốc rồi, Nhật Bản này, rồi thì Trung Quốc, các Singapore, nhiều này nhiều Anh Pháp, Đức như này là, à các cô đang bán xúc xích thôi, chiêm ngưỡng xúc xích của nhiều. Đây cho tôi là qua cái chỗ này, để đi qua cái chỗ này xem. Vì cho nên nó rộng lắm, nó bao la nên là được nào biết để cho nên những cái vườn hoa hồng rượu này, đây cái vườn hoa hồng rượu là hàng buffet này, chùa Linh Ứng thì là thờ công giáo cho đây có hết này, đây có hồng rượu nổi tiếng, có chai rượu tới là 100 năm mọi người nhé. Tôi sẽ đưa mọi người đi cùng tôi vào cái đường này, rất là đẹp luôn đấy. Quán tôi đang đi tham quan nào, và lưu đạo lắm đây. Tôi đi tham quan này. Đây là vào cái đường này. Đấy. Rất mọi người nhiều khu vực như thế này. Chị đứng ở trà đi em ơi, tìm chị đi. Giờ đi đâu chú ơi? Chú hầm rượu không? Mấy đứa còn vòng áo chú ơi. Đi vòng áo đi. Đi đâu đi. Đây nó phải rộng lắm. Không, hầm rượu thằng kia ơi, thế Quỳnh chưa đi đây à? Ôi giời, nó nhiều thứ lắm. Đầu chỗ vườn hoa. Đầu chỗ vườn hoa. Mọi người sẽ tụ tập vào đâu? Trên này rất nhiều các nhà hàng có ăn rồi, trên đỉnh là như thế thì cô gái xinh đẹp mọi người đang ăn, tôi đang ăn rồi, chồng này xuống rồi. Vườn hoa. Con khỉ đâu? Rượu kia con khỉ đâu, con cây này. Con khỉ là bằng tạo cái cây cảnh thành con khỉ. Hai tay. Đấy đấy. Đây là đồng chí đây là người đó. Đấy, trên cả dưới đây. Ôi. Trên cả dưới đây. Lại ơi, ở lại dân đi nhé. Đấy chứ, đồng chí đoàn tôi đang có đi đây. Đấy, đồng chí đang đi đến cái vườn hoa của Bà Rịa Phú Quốc đó. Đấy, trước tôi là đồng chí cho đoàn nữa. Mọi người thấy không? Đấy, đang đi đôi thân đỉnh xuống thưởng thức rượu. Hồng rượu. Rượu vang pháp. Rượu của mấy nghìn năm trên đỉnh núi Bà Rịa.
đây là cái vườn hoa, xong rồi đến hầm rượu. Mọi người có thể thưởng thức cái tham quan cái vườn hoa đến hầm rượu. Tôi sẽ quay cho rượu đến hầm rượu luôn. Nếu anh chưa đi được thì có cả ông nào bố trí để tham quan cái điểm du lịch này. Đây là hầm rượu. Hầm rượu chỗ này à? Đây hầm rượu đây. Đây là ra chỗ đúng đầu mà. Em có thể giới thiệu tí về hầm rượu thôi nhỉ? Dạ vâng ạ. Hầm rượu của mình thì tồn tại hơn 100 năm. Em cứ cho khán giả biết như thế nào nhỉ? Cứ nói thôi từ nào. Dạ vâng. Dạ, hầm rượu của mình là hầm rượu từ xây từ thời Pháp ạ. Và đã tồn tại hơn 100 năm nay rồi ạ. Vâng, bây giờ vào hầm rượu thì anh sẽ phải mua vé ạ. Và mỗi vé thì anh sẽ tặng kèm một ly rượu vang. Nếu anh muốn rượu thì hoặc là có thể đổi sang cốc sao, mốc sao, mốc nho đều được ạ. Thì anh sẽ được đi tham quan ở đây ạ. Mời vào đây ạ. Mỗi vé bao nhiêu tiền em? Dạ, một giải là 100.000 người ạ. Thôi, thank you, cảm ơn em nhé.